chào quý vị và các bạn. Có một thực trạng mà rất nhiều chị em phụ nữ gặp phải, đó chính là sau khi sinh con thì vòng thai quá lớn, và dù có ăn kiêng hay là tập thể dục cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào lấy lại cái vóc dáng như ban đầu được. Và đó cũng chính là cái ca của ngày hôm nay, đó chính là một vị khách hàng để đến với bệnh viện thẩm mỹ MCAT để thực hiện cái việc là tái tạo lại thành bụng của mình. Bởi vì sau sinh con thì chị ấy có một cái vòng thai rất là lớn. Đây chính là cái tình trạng của vị khách hàng ngày hôm nay ạ. Các bạn có thể thấy là vòng thai của vị khách hàng này lên tới 85 cm, và cái lượng mỡ thừa ở dưới phần bụng dưới cũng như là hai bên eo hông nó rất là lớn luôn. Ở phần eo các bạn có thể thấy là cái vòng thai này nó bị lồi ra, chứ nó không có được có điểm nhấn như là những cái bạn gái. Và chính vì vậy nên là các bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ MCAT đã tạo hình lại cái vòng thai cho vị khách hàng này. Đây chính là kết quả ạ. Có một sự khác biệt rất là rõ ràng giữa trước và sau khi phẫu thuật. Các bác sĩ tại bệnh viện MCAT đã thực hiện loại bỏ mỡ thừa ở phần dưới rốn cho tới đường bikini, để cho chị ấy có một cái phần bụng nó thẳng hơn và không có bị nhùng nhão cũng như là cái mỡ thừa nhiều nữa. Ngoài ra thì các bác sĩ cũng khép cơ nội soi để cho cơ được săn chắc hơn. Đây chính là kết quả ạ. Các bạn có thể thấy là phần eo của chị ấy đã có điểm nhấn đúng không ạ? Đây ạ. Phần eo trước kia bị phình ra thì bây giờ đã được hút lại bỏ mỡ thừa để có một cái điểm nhấn rất là đẹp ở hai bên eo như thế này. Nếu như mà các bạn đang đau đầu về cái vòng thai của mình và dù có ăn kiêng hay tập thể dục như thế nào cũng không thể nào lấy lại cái vóc dáng như ban đầu được, thì các bạn có thể để lại bình luận dưới video này hoặc là đến ngay với bệnh viện MCAT để được các bác sĩ tại đây tư vấn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.